thực hiện món vịt nấu măng thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 700 gram vịt, 100 gram măng khô, hành, ngò, chanh, ớt, hành phi, tỏi băm, gừng băm, ớt cũng băm nhuyễn, khoảng 20 gram bún tàu, các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajigo. Đây là phần măng khô mà cô đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Thế là mình sẽ ngâm trước một đêm và sau đó chúng ta luộc qua rồi xả lại với nước lạnh cho thật sập. Đối với măng khô thì quý vị khán giả cần lưu ý là chúng ta ngâm cho nở mềm, sau đó chúng ta sẽ luộc qua và bỏ cái phần nước đó đi. Cái đó xả lại bằng nước lạnh cho thật sạch, mục đích là để làm cho khử bớt phần chất độc ở trong măng và đồng thời giúp cho măng có màu sáng hơn và nước khi mà chúng ta nấu món vịt nấu măng đó sẽ không bị đen. Hay quá, cảm ơn cô Thảo. Vịt này cô sẽ dùng dao sẽ cứa những cái đường song song ở trên da vịt như thế này. Chúng ta sẽ qua một cái giai đoạn là giai đoạn áp chảo cái phần da vịt này. Mình sẽ để cái mặt da xuống. Nếu mình áp chảo như vậy thì thịt vịt ra bớt mỡ đi, món ăn không quá béo thì người lớn tuổi ăn cũng rất là tốt phải không cô? Đúng rồi, tại vì thịt vịt thì rất là ngon nhưng mà thường nó có một cái nhược điểm là bên dưới lớp da vịt bao giờ cũng có một cái lớp mỡ rất là dày. Cho nên khi mà chúng ta nấu xong, nấu nướng xong thì thường là có một cái lớp mỡ dày ở trong nồi sẽ mất ngon đi. Xem thử xem, đây nó vàng rồi nè. Đó, những cái miếng da vịt nó vàng là gắp ra được rồi. Sau khi mà chúng ta đã áp chảo vịt đã ra hết cái phần mỡ rồi, chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Nhưng mà trước khi ướp gia vị thì cô sẽ tranh thủ thời gian là đặt một cái nồi. Đúng rồi, mình phải tiết kiệm thời gian đúng không? Đặt một cái nồi lên bếp. Trong phần nồi này thì cô đã cho vào 2 lít nước rồi. Minh Châu bật bếp lên đi. Và bây giờ phần gia vị chúng ta ướp vào vịt sẽ có là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajigon và cuối cùng là cô sẽ ướp thêm khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm nữa. Bây giờ cô sẽ trộn lên cho thật đều nha và sẽ tiếp tục xóc cái phần gia vị này với lại vịt để cho vịt thật là thấm gia vị. Lửa bây giờ phải thật lớn và tuyệt đối chúng ta sẽ không cho thêm một chút dầu nào nữa hết. Rồi bây giờ chảo đã nóng rồi, cô sẽ trút hết phần vịt này vào. Rồi cô sẽ đảo đều phần vịt này. Cô sẽ nêm thêm vào là 1 muỗng cà phê nước mắm và 2 muỗng cà phê đường. Đó. Và mình đảo nhanh và mình sẽ xóc lên. Nước sôi rồi chúng ta sẽ cho phần vịt mà đã xóc với lại gia vị vào. Chúng ta sẩy chờ cho vịt chín, chúng ta cũng đừng đậy nắp mà chúng ta mở nắp để lửa nhỏ nhỏ để cho nước đừng có bị đục. Chanh ớt là cái phần mà ăn kèm với lại vịt nấu măng nè, tùy theo ý thích. Nếu mà chúng ta ăn vịt nấu măng với lại cơm thì không có cần chanh. Nhưng mà nếu ăn chung với bún thì chúng ta tùy theo cái khẩu vị của người ăn chúng ta sẽ cho một chút chanh vào. Hành chúng ta sẽ để cái phần cọng hành lại, còn phần lá thì chúng ta cắt nhuyễn. Sau khi chúng ta nấu vịt được khoảng 15 phút rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho hết phần măng này vào. Và bây giờ khi chúng ta cho măng vào rồi đó thì Minh Châu sẽ nêm thêm gia vị vào 1 muỗng cà phê muối nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Và chúng ta tiếp tục nấu để cho măng và vịt chín. Tổng cộng thời gian chúng ta nấu cả măng và vịt là 25 phút. Cô sẽ tiếp tục cho hết phần cọng hành vào, cho phần bún tàu. Cùng thì chúng ta sẽ cho thêm 1 muỗng canh nước mắm nữa. Hành phi chúng ta cho vào khoảng 2/3. Hành lá nữa. Là mình bút măng ra. Rồi cô sẽ cho thêm một ít hành lá nè, một ít hành phi lên trên và một vài cọng ngò rí, thêm vài khoanh ớt nữa. Rồi như vậy là đã xong cái món vịt nấu măng. Và nhất định là vịt nấu măng thì phải có ăn kèm với lại nước mắm gừng. Ôi nhưng mà cô Thảo pha hồi nào mà không chỉ cho Minh Châu gì hết, làm sao Minh Châu biết pha được? Công thức để pha nước mắm gừng thì chúng ta cần chuẩn bị 1/3 chén nước mắm nè, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường và 2 muỗng canh gừng băm. Còn phần ớt là tùy ý. Đây rồi, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ôi dạ nóng quá.
rất là thơm. Là ngọt, ngọt vị của thịt nè, mà không hề có mùi hôi vịt lúc nào luôn á cô.